Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm video cảm nhận về hai phiên bản Rubik 4x4 Vua Khuê. Đó chính là phiên bản màu đen và phiên bản màu stickerless. Ha, thì nó nằm trong cái hộp cũng y chang nhau luôn. Thì cái hộp này bạn có thể thấy là có cái QR code ở đây. Và ở đây thì có hình đại diện là mác vót. Ha, rồi mình sẽ làm màu đen trước. Thì hộp màu đen này mình đã xé rách nó ra rồi. Nhưng mà bạn có thấy đây là cái khiếu và ở đây thì mình có tờ giấy hướng dẫn ha. Rồi thì cái khiếu này cái màu nó giống như là màu của vót ba vậy đó, thì mình sẽ lấy hai khiếu cho các bạn xem thử nhé. Đây là vua khuê, đây là vót ha. Đây đỏ, màu xanh, màu cam, màu xanh lá, màu trắng và màu vàng ha. Thì thôi nó rất là tốt luôn các bạn. Nó khi mà các bạn mới khui hộp ra thì khiếp này nó hơi bị đầm. Thì cách để sửa nó là các bạn sẽ dùng đi gọi là DNM 37 tính từ The Cubicle Lab ha. Cái này chai này thì bạn chỉ cần để khoảng hai giọt vô cube này thôi là sẽ rất là ngon. Thì các bạn có thể để là một giọt ở đây, một giọt ở đây, hoặc là các bạn để một giọt ở đây, một giọt ở đây cũng được. Mình thì mình để bốn bốn giọt, nói chung tùy mỗi người thôi. Rất là nhanh luôn, nó cũng không nhanh lắm nhưng mà nó cũng đỡ hơn lúc đầu. Tầng giữa khiếm này rất là mượt. Và cái tầng ở ngoài thì nó chặt hơn ở tầng ở trong một chút. Như là nó mượt, nó không mượt bằng tầng ở trong. Nhưng mà cái khiếm này á, khi mà các bạn xoay hai tầng như vậy nè, để làm sen cái bước mà làm center, làm cái tâm á, thì cái này nó làm rất là tốt. Thì như thế này, các bạn có thấy những khiếm khác thì khi bạn xoay như vậy á, thì nó sẽ bị như vậy. Còn cái này thì nó giữ nguyên luôn. Thì mình sẽ thử làm cái trường hợp pair để các bạn xem nhé. Thì đây là trường hợp pair đi. Đây. Trường hợp pair đi. Ha. Đó. Rất là tốt luôn. Cái điểm trừ của cube này á, là nó có thể corner twist. Như vậy, mọi người thấy. Nhưng mà nó sẽ không xảy ra khi các bạn giải Rubik. Mình đã giải cube này khoảng chừng 1.000 solve rồi nhưng mà mình chưa bao giờ mình bị cái corner twist cả. Chỉ có khi mình làm như vậy thôi. Chứ bình thường không bao giờ nó bị. Và cube này cũng sẽ không có bị pop. Ha, thì đây là phiên bản màu đen. Thì bây giờ mình sẽ đến với phiên bản màu stickerless. Thì phiên bản này cũng y, cái hộp cũng y chang thôi. Đây là hướng dẫn. Phiên bản stickerless khi mà mới mở hộp ra thì cái cube nó rất là ngon, xoay rất là ngon luôn. Bạn có thể thấy nó xoay khá là mượt và những cái tầng này nó rất là bằng nhau, chứ nó không có là cái tầng này mượt hơn tầng này, tầng cả hai tầng rất là bằng nhau luôn. Mình không cần để DNM 37 vô nữa, cái này đã nhanh sẵn rồi. Thì theo mình cảm nhận được cái nhựa stickerless nó mỏng hơn cái nhựa màu đen. Cái khiếu màu đen này cái nhựa nó cứng cáp hơn một chút. Cứng cáp hơn là nó gồ ghề hơn một chút chứ. Nó gồ ghề hơn. Còn cái nhựa này á thì nó lại mỏng hơn một chút. Đây, mỏng hơn. Thì xoay thì cảm thấy nó mượt hơn. Thì nếu bạn nào chơi sticker là không quen thì các bạn có thể mua sticker. Nhưng là đó, mua sticker, phương pháp phiên bản sticker. Còn nếu mà bạn nào đã xài mà thích màu stickerless rồi thì mình khuyên các bạn nên mua màu stickerless. Tại vì cái màu này nó rất là
dễ luôn các bạn, mở hộp ra là các bạn nó có một củ bích rất là ngon rồi, rất là bằng nhau, những cái tầng này rất là bằng nhau luôn. Còn cái màu đen thì các bạn cần phải set up một chút, nhưng mà nếu bạn nào thích màu đen thì có thể mua màu đen ha. Thì cái này corner cutting cũng y xì như cái màu đen luôn. Từ tension, đúng rồi, tension rất là chặt, bạn có thể thấy rất là chặt. Còn màu đen của mình thì tension nó lỏng hơn một chút, lỏng hơn một chút. Thì cái điểm cộng cho cái phiên bản sticker thì nhiều bạn muốn biết á, thì đây ha, phiên bản sticker cái nhựa nó gồ ghề hơn, nhưng mà bạn có thể thay sticker lúc nào bạn muốn cũng được hết. Bạn có không thích màu này bạn có thể thay, còn phiên bản sticker lại bạn mua như vậy là bạn phải để như vậy thôi, nhựa nó chạy bạn cũng không thể nào bạn thay được. Cái này rất là dễ bị chạy, các bạn chơi phải giữ kỹ một chút. Còn cái này thì nó chạy thì bạn có thể thay sticker rất là đơn giản luôn. Nên là bạn nào thích xài màu sticker rồi thì mua cube này ha. Hai cube này giá cũng bằng nhau, giá bằng nhau, không có gì hết. Chỉ có một bên thì nhựa nó hơi bị cứng cáp, nó gồ ghề hơn, một bên thì nhựa mỏng hơn ha. Thì tùy vào mỗi người thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem nhận xét của một số người mình ở trong cái cuộc thi WCA lần trước của mình. Thì mình đã hỏi người ta là xem coi người ta thích cube nào hơn, sticker hay sticker. Thì mời các bạn xem. Which one you think the best so far? Probably this one better. Here's 4x4. 4x4 begins at 1:30. So feel free to have a bit longer lunch and we'll see you at 1:30. You can hang out here if you want. Mom, 7x7, I got 8 minutes and 10 seconds. I didn't get under 8 seconds. I like this one. Okay. Ryan, lift up the cover when you start. 99. Get the cover. Ready? Set. Go. I don't know. I like this one better. I'm not saying that. All right, see what you're doing at the time. Okay, let's see. All right, ready? And so which one you think better? I definitely like this one more. This one's better. Thì như các bạn đã thấy, rất là nhiều bạn đã chọn phiên bản stickerless vì cái turning của nó rất là tốt. Thì đó là ý kiến cá nhân của mỗi người thôi. Các bạn cũng có thể sử dụng phiên bản sticker. Thì cả hai bản này đều rất là tốt. Các bạn hãy comment cái cube nào, phiên bản nào bạn thích ở dưới phần comment nhé. Và mình xin cũng nói luôn, Wailong GTS V2 của mình đã bị ship nhầm. Nên là khoảng chừng 2 tuần nữa nó mới tới. Và Facebook cá nhân của mình thì mình cũng rất là ít check lời mời các bạn. Nên là các bạn nào mà có chuyện gì cần trao đổi với mình thì các bạn có thể inbox ngay cho mình luôn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.